đi, tìm đâu mua tiền chưa thật đây. Giá vừa rẻ chất lượng lại ngắt ngay. Ghé subscribe Tony tại Vlog, nhiều ưu đãi khuyến mãi thật mê say. Nhanh tay chốt chậm tay là hết đấy. Bán vui thôi lời lỗ gì tầm này. 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 Hello, xin chào tất cả mọi người ha. Hôm nay thì bên mình về 10 ký xu mọi người. Đúng 10 ký ha. Thì đây là 10 ký nè. Giá bên mình thì lúc trước giờ là 500 ngàn 1 ký mọi người. Tiền ship thì mình lại lấy ship chậm ha. Cái này mình không có ship nhanh được ha. Ship chậm là 530 ngàn. Đó, xu quốc tế nha mọi người. Quốc tế. Đây, xu quốc tế nè, 500 ngàn 1 ký. Tiền ship luôn là 530 ngàn. Anh em nào đặt hàng á, thì liên hệ số điện thoại của mình ha. Số điện thoại mình có ghim ở trên mấy cái video nhiều lắm mọi người. Lâu lắm rồi mới bán bên YouTube lại ha. Về đúng 10 ký ha. Anh em nào mua thì liên hệ qua mình ha. Đó. Bây giờ mình quay bên TikTok thì nhiều mọi người. Còn bên đây thì mình sẽ đăng lại dần dần ha. Lâu quá mình không đăng. Cái nào khá là nhiều luôn. Đúng 10 ký mọi người. 1 ký là bên mình bán là 530 ngàn luôn ship ha. Ship chậm nha mọi người. Tầm khoảng 4 ngày 5 ngày là tới. Anh em nào đặt hàng thì liên hệ mình sớm ha. Đúng 10 ký nha mọi người. Cái loại này thì mình mới lấy về thôi chứ chưa bán cho ai hết. Đợt trước thì có mấy anh đặt trước á thì mình không biết, không nhớ ai luôn. Nhưng mà đợt này khách lạ thì mình sẽ cọc nha mọi người. Cọc trước 30 ngàn tiền ship chứ mình không có gửi tùm lum hết. Đợt trước mình bị bơm nhiều quá. Bơm nhiều quá nên mình sẽ không gửi theo cái COD mà khách mới ha. Khách cũ thì liên hệ với em gửi bình thường nha mọi người. Cái này có cái sợi dây chuyền nữa mọi người. Đây, khách mà mua bên mình mà hồi đó giờ mà chưa bơm thì mình không có cần cọc thiết gì hết. Rất là nhiều xu mọi người. Xu có xu Việt Nam trong đây nữa. 200 đồng. Xu Việt Nam thì ít. Đợt này xu Việt ít lắm mọi người, mình không có lựa ra. Hồng Kông, Singapore. Này là 20 sen. Nhiều lắm mọi người, xu nói chung là xu Thái nè. Việt Nam này là xu Anh nè, xu này là xu xưa ha. Xu Anh còn này là của Elizabeth gì nè. Xu tùm lum hết nè, bốc thử lên nắm rồi. Xu Thái, xu Nhật, rồi xu gì, cái này là như của Hồng Kông hay là gì ta, Đài Loan gì đó mọi người. Nói chung là mấy xu châu Á là nhiều mọi người. Mình không có rành lắm mấy cái xu quốc tế này ha. Nè, cái này của Hồng Kông nè, cái này nó để chữ Hồng Kông thì mình dễ nhận biết hơn. $2 Hồng Kông nè. Này là của Nhật, trăm yên Nhật. Cái này là của Trung Quốc hay là Nhật luôn quá, như là của Nhật luôn hay là Hàn Quốc gì đó. Này gì đây mà có cái lỗ gớm quá. 500 ký nha mọi người. Cái này mình cũng lựa toàn xu không à. Xu đợt này về cũng khá là ổn. Nói chung ba cái xu to này thì nó ít nè. Trước xu to nó nhiều quá. Xu to này chắc xu giả quá. 1908. Cái này xu Pháp ha. Không biết xu giả hay xu thiệt mình cũng không rành nữa. Bán ký không mọi người. Không có bán từng xu đâu ha. Xu phong thủy nhiều loại lắm ha. Anh em mua thì liên hệ sớm ha. Còn 10 ký, còn đợt trước thì anh em có đặt mình rồi á thì liên hệ em gửi hàng ha. Những anh em quen á có đặt trước rồi thì em gửi hàng ha. Thì còn bao nhiêu ký thì anh em đặt thôi. Đó, này là xu Nhật. Không có xu game nha mọi người. Xu game là đã tách lựa ra hết rồi. Đây nè. Xu game là tách lựa ra hết rồi. Chung nè, xu nè. Xu này về cũng khá là nhìn cũng ổn định. Nói chung là ổn định hơn. Nắm đại.
Rồi video này mình kết thúc nha mọi người. Mọi người mua thì liên hệ Tèo ha. Đi, có này màu vàng mọi người. Cái này chắc mạ vàng chứ không phải vàng thiệt đâu. Xu đó anh em nào là lấy ký đầu tiên thì mình lau cái xu này để mình bỏ riêng ha. Này bằng vàng nè mọi người. Biết pha gì. Anh em nào lấy ký đầu tiên đi, mình bỏ vô ha. Cũng căng ký bán mọi người, đâu có rằng đâu. Rồi, xin chào tạm biệt anh em ha.